Xin chào mọi người, chào mọi người đã coi channel của mình. Thành ra chưa biết mình là một seller bán xe tay. Facebook của mình là Facebook Bài Hai Gá. Còn không là các bạn vào cái bay của mình. Bay của mình là bay Seller Gá. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào bạn gửi cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái vòng đến từ thương hiệu của Hermès. Rồi bây giờ mình sẽ vào video đi review chi tiết của cái vòng này luôn nha. Và đây, trên tay mình là một cái box phụ kiện của thằng Hermès nè mọi người ha. Và mình sẽ mở cho các bạn xem cái vòng luôn. Ở mặt sau nó sẽ có thêm cái thông số cho các mọi người search nè. Mọi người search cái này trên Google nó sẽ ra ha. Rồi đây. Ở bên trong mình sẽ có một cái dust bag bằng nhung mọi người ha. Và nó sẽ có một cái bill. Cái bill này là cái bill photo nha mọi người. Cái này thì mình mua tại Hermès của Việt Nam luôn. Đó mọi người thấy không? Mua tất cả cái phụ kiện nè. Thành ra là mình phải photo ra cho khách hàng á. Đó. Thì giống như mình đã nói nè, nếu mà Hermès á, các bạn thường các bạn có một cái account mà các bạn mua tầm khoảng phụ kiện á, mọi người mua trên 1 tỷ thì mọi người sẽ mua được một cái túi keo lì hoặc là một cái túi gì đó mà nó rẻ thôi nha mọi người. Thì một năm thì Hermès nó cho các bạn mua tầm khoảng 2 đến 3 cái túi thôi. Thì đây là cái bill mọi người giữ cho mình nha. Và đây cái dust bag nhung của nó mọi người nè, nó sẽ bảo vệ cái vòng của mọi người á, tại cái vòng này nó làm bằng kim loại nè. Đó. Thì cái vòng này mọi người mình lúc trước mình đã làm một bộ luôn mọi người, mà làm trên cái video của YouTube lâu rồi. Thì nó sẽ có bông tai nè, rồi nó sẽ có cái vòng đeo cổ nè và cái vòng tay nè mọi người ha. Thì cái em này gọi là cái vòng click Hermès nha mọi người. Đây. Cái này nó sẽ có màu gold nè, rồi nó sẽ có thêm màu rose gold nữa. Thì cái viền này nè, nó sẽ có trắng, đen, hồng hay là đủ thứ màu luôn. Nhưng mà tùy theo các bạn thích ở bên trong nó là màu gold hay là màu rose gold thôi mọi người ha. Nó sẽ có màu bạc nữa. À, thì mình thấy thì cái màu nó cũng được, tùy mọi người thích màu sáng thì mọi người mua màu vàng ha. Còn nếu mà mọi người thích màu cái màu nó hơi nhũ nhũ một xíu thì bạn mua màu rose gold. Còn đối với mình thì mình thấy cái màu vàng này nó có vẻ nó đẹp hơn, tại vì vàng với là trắng nó sẽ mix với nhau á, nó sẽ sáng hơn mọi người ha. Và đây mặt trước sẽ có một cái logo của Hermès nè mọi người nè. Thì cái này nó sẽ có một cái seal nha mọi người. Cái seal này nó làm giống như là cái mặt này nó sẽ làm nhám nhám hơn một xíu á, còn xung quanh đây thì nó sẽ làm màu nó sẽ bóng lên. Thì ở ngoài sau mọi người nè, nó cũng sẽ có một cái seal luôn nha mọi người, chứ không phải là do cái này nó là nhám đâu. Nó sẽ có cái seal luôn, các bạn để nguyên và các bạn đeo cũng được, để cho nó bảo vệ ok hơn. Ở bên trong đây mọi người nè, bên trong cái vòng nó sẽ có những cái thông số giống như là Hermès nè, hay là cái gì đó. Cái này mình sẽ để cái hình thôi, tại vì sợ nó không có zoom được cái chữ của nó mọi người. Thì cái này là size, cũng là size BM nha mọi người. Size BM và một cái size nữa mình quên rồi. Thì cái size BM này dành cho người châu Á, còn cái size kia dành cho người châu Âu. Thì cái em này tầm khoảng, cái vòng nó tầm khoảng mình nghĩ là cái chiều 4 phải mấy cm thôi mọi người, cái in của nó mọi người. Nhưng mà nếu mà tính luôn cái chiều này thì thành tầm khoảng 16 đến 17 cm. Thì thường thường đó mọi người, đa số thì mọi người tưởng là cái này mọi người mang sẽ nó vừa đây. Mọi người mang cái là nó sẽ dính chết luôn, không phải nha. Thường thường cái này là ở bên hãng người ta cũng thiết kế ra để cho các bạn mang cho nó tụt lên tụt xuống á, thì nó sẽ đẹp hơn. Và nhiều khi các bạn mang cái này, các bạn mang thêm với lại những cái vòng khác, hoặc là đồng hồ, hoặc là những cái vòng của Cartier rồi á, thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ đẹp hơn. Thành ra là nó sẽ thiết kế theo cái kiểu như là mang nó tụt tụt xuống, hoặc các bạn mang mà nó ôm vô cái tay luôn á, thì nó sẽ không có đẹp. Thì cái khóa là mọi người nè, thì các bạn mở ra thì các bạn chỉ cần bóp nó lại một cái, các bạn gạt lên thôi ha. Đó, và các bạn mở ra thôi. Nè, các bạn mở ra, các bạn đeo vào. Thì mình đeo thử đi ha, tại tay mình tay to đó, mình đeo vô thì chắc nó vừa cái tay của mình không, nó hơi chật đó mọi người. Đây đó, khi các bạn mang vô các bạn gắn lại thì mọi người nè, không nên mang gì mọi người nha. Mang gì thì nó dính nè, nhưng mà nó rất là khó chịu với tay của mình. Còn nếu mà mình thấy ở trên website mọi người, đa số người ta mang cái này nè, nó tuột xuống dưới đây luôn á, nữ nha mọi người, mang tuột dưới đây luôn á, rồi có thể tuột lên tới đây thôi nè. Đó, nó sẽ mang rất là đẹp, tại vì khi mà các bạn mang tuột á, các bạn mang có đồng hồ nữa thì nó sẽ mít rất là đẹp. Như các bạn mang đồng hồ ở đây đúng không, đồng hồ ở đây này, các bạn mang ở đây thì cái vòng các bạn mang ở đây nó sẽ ok hơn, nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn mà mang sát quá như vậy thì nó sẽ không có đẹp mọi người nè. Cách mở thì các bạn cũng cần phải bóp lại, các bạn hất nó lên thôi ha, các bạn mở ra. Thì cái vòng này mọi người mình thấy là nó làm bằng chất liệu như là kim loại, nó mạ lên vàng thôi mọi người ha. Rồi ở bên hông này nó sẽ có một cái phần nhựa, cái này mình không biết là nhựa hay là cái gì nữa, chắc mình nghĩ là nhựa thôi đó mọi người nè. Nhưng mà mình thấy là cái này là kim loại, nó nguyên khối luôn mọi người, thật ra nó cũng hơi nặng nặng một xíu, cầm nó nặng, nó không có nhẹ đâu.
Ở bên trong thì nó sẽ có những cái mã số thông số của nó riêng cho mọi người đó. Thành ra các bạn mua cái này mình thấy nếu mà các bạn cầm cái hàng chính hãng rồi á thì các bạn cầm những cái hàng mà hàng pha ke á mọi người, nó xấu lắm mọi người, nó làm không có tỉ mỉ, không có đẹp giống như là cái hàng chính hãng đâu đó. Thì thành ra là cái vòng này nè mọi người nè, cái giá của nó ở trong cái bill mọi người hình như là 18.700 luôn, thì bên mình đang có cái giá rất là tốt, thành tầm khoảng 16.700. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ cho mình đi, mình sẽ có rất là nhiều màu luôn mọi người, thì các bạn thích màu nào thì các bạn nhắn cho mình. Thì các bạn nên nhớ nha, nó chỉ có một cái size thôi là size BM, BM là size của châu Á. Thành ra là cái size tầm khoảng 15-16cm thì các bạn mang ok. Còn những ai mà tây mà nữ mà to quá thì các bạn nên mua cái size to hơn nha mọi người. Em này mình có rất là nhiều màu luôn, các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình đi. Thì cái bill lúc thì mình sẽ có cái bill photo, có khi nhiều khi mình mua riêng á mọi người thì nó sẽ có một cái bill riêng luôn. Đó là tùy theo trường hợp mọi người ha. Thì cái này mình sẽ có một cái bill mình sẽ photo cho các bạn. Đó. Thì nếu mà mọi người thích thì mọi người inbox cho mình đi, mình sẽ báo giá cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái vòng này, mọi người nhớ cho mình một like. Nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một tim ở bên TikTok. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.